Trong ngày Messi bước lên đỉnh vinh quang từ FIFA The Best, Cristiano Ronaldo lại không đến dự lễ trao giải. Rất nhiều người tỏ ra tò mò vì sao anh Bảy lại không có mặt. Một số cho rằng anh phải chuẩn bị cho trận đấu vòng 5 Serie A diễn ra vào đêm nay với Brescia. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Hôm thứ Hai, Maurizio Sarri đã xác nhận Ronaldo có một chút vấn đề về cơ khớp và 10 phút sau khi gala trao giải kết thúc, CR7 cũng đã đăng một tấm hình trên trang Instagram của anh. Trong lúc này, anh đang chú tâm đọc sách, ngồi phía sau là cậu con trai đang chú tâm học bài, kèm với caption: kiên nhẫn và bền bỉ là hai đặc điểm phân biệt sự chuyên nghiệp với nghiệp dư. Mọi điều vĩ đại hôm nay luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ bé. Bạn không thể làm tất cả mọi điều, nhưng hãy làm mọi cách có thể để biến ước mơ trở thành hiện thực. Bernardo Silva đang đối diện với án phạt của FA vì hành vi đùa giỡn có phần quá đáng với người đồng đội Benjamin Mendy sau chiến thắng 8-0 trước Watford vào cuối tuần qua. Cụ thể, Bernardo đang đăng tải một hình ảnh trên Instagram để so sánh người đồng đội tại Man City Benjamin Mendy với một linh vật của hãng bánh kẹo Tây Ban Nha, Conguitos. Việc Bernardo Silva đăng tải hình ảnh của Mendy đứng cạnh biểu tượng của Conguitos khiến nhiều người cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đang có ý phân biệt chủng tộc với cầu thủ da màu. Vì vậy, rất nhiều cổ động viên đã nổi giận và lên án anh. Không chỉ bị chỉ trích bởi các fan, Bernardo Silva thậm chí còn đang đối mặt với án phạt từ FA và ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh. Những người đang làm rất quyết liệt với những hành vi phân biệt chủng tộc. Nhiều khả năng trong ngày hôm nay, ủy ban quy luật của FA sẽ đưa ra thông báo về vụ việc này. Vui thôi đừng vui quá. Bà xã Cristina của Pep Guardiola vừa trở về thành phố Barcelona sinh sống nhằm quản lý công ty thời trang của Rinko. Tuy nhiên, việc Cristina quay lại Tây Ban Nha không ảnh hưởng tới công việc của Guardiola tại Man City. Bản thân Man City cũng chẳng có gì phải lo lắng về chuyện tụt mất nhà cầm quân 48 tuổi bởi Pep đã cam kết tương lai lâu dài với câu lạc bộ. Pep Guardiola và Cristina quen nhau khi cô đang làm việc ở một cửa hàng quần áo của gia đình tại thành phố Barcelona. Họ kết hôn vào tháng 5 năm 2014, có với nhau 3 người con là Marius, Maria và Valentina. Hai trong số 3 người con sẽ tiếp tục ở lại cùng với cha tại Manchester. Trong hơn 3 năm cùng với Pep sinh sống ở Anh, bà xã Cristina thường điều hành công việc từ xa hoặc đi đi về về để quản lý công ty thời trang của cô. Dù vậy, bà xã của Pep sẽ quyết định trở về Sporting để chuyên tâm hơn vào công việc. Rafaela Santos, em gái của Neymar, đã xóa tất cả những hình ảnh về người tình là tiền đạo Gabigol của câu lạc bộ Flamengo trên tài khoản cá nhân của cô. Cùng theo xác nhận từ bạn bè của Rafaela trên tờ Odia, mối quan hệ tình cảm giữa Rafaela và Gabigol giờ đây chỉ còn là con số 0. Sở dĩ em gái Neymar chia tay người tình là bởi cô ghen tuông khi hay tin Gabigol được nữ ca sĩ nổi tiếng lẳng lơ Anita mời tới dự bữa tiệc sinh nhật của cô tại Tư Dinh. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng Rafaela và Gabigol tái diễn kịch bản tan hợp hợp tan, gây ồn ào dư luận tại Brazil. Thêm một tai nạn khủng khiếp nữa về pháo sáng trong thế giới bóng đá đã xảy ra tại Brazil. Rất nhiều cổ động viên của câu lạc bộ Atlético Paranaense đã tới sân bay đưa tiễn các cầu thủ và ban huấn luyện lên đường thi đấu trận chung kết cúp quốc gia Brazil gặp Internacional. Nhưng trong nửa tiếng hát hò và reo bu của đám đông, một ngọn lửa đã bùng lên, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của một người đàn ông. Những người khác đã lao tới trợ giúp anh này khi nạn nhân tỏ ra đau đớn và cực sốc. Bàn tay của anh đã bị một quả pháo sáng đốt cháy và máu chảy đầm đìa. Một nhân chứng tên là Giuliano Lorenzo Oscar đã không giấu được sự kinh hãi khi chia sẻ: đó là một trong những cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi chứng kiến, tiếng nổ rất lớn. Cảnh sát Brazil ngay lập tức đã có mặt để hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân. Một chiếc xe cứu thương cũng nhanh chóng được điều tới để đưa anh vào bệnh viện gần nhất. Nữ MC khả ái của kênh truyền hình Telecnino của Tây Ban Nha, đồng thời cũng là bạn gái cũ của thủ thành Thibaut Courtois, mới đây đã công khai quan hệ tình cảm với nhà báo Santiago Bergua của kênh truyền hình Mediaset Italy. Theo chia sẻ từ Alba, chính sự giống nhau về công việc đã giúp cô và Santiago thêm gắn kết hơn sau một thời gian quen biết. Hồi giữa tháng 2 năm nay, thủ thành của Real Madrid đã gây ồn ào khi cập kè với nữ MC Alba hơn anh đến 6 tuổi. Sở dĩ Courtois quyết đeo bám Alba vào thời điểm đó là biết rõ cô vừa ly dị tay vợt Feliciano Lopez. Thiếu thốn tình cảm nên Alba đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của thủ môn 26 tuổi người Bỉ. Mặc dù vậy, cuộc tình công cạnh giữa Alba và Courtois đã nhanh chóng đi vào dĩ vãng bởi sự cả thèm chóng chán của cầu thủ người Bỉ.